Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Xét về tổng thể, đây là một năm không có quá nhiều biến động, hay bất lợi đối với quý bạn. Công việc làm ăn bình hòa, không thêm không bớt, tiền bạc khá rủng rỉnh do có khoản tích lũy từ trước. Có điều, sức khỏe giảm sút trông thấy, có thể tốn nhiều tiền bạc cho phương diện này. Về phương diện cuộc sống, công việc sẽ không còn quá nhiều bất lợi với quý bạn trong năm này nữa. Thay vào đó là những niềm vui thích trong công việc, tận hưởng cuộc sống giản dị bên gia đình, con cháu công việc làm ăn cứ thế mà làm tham vọng càng ít thì càng dễ đạt được mục tiêu tuy nhiên đâu đó quanh vận trình vẫn nên đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân thậm chí cả những người thân quen dùng người không tốt tin người thái quá lập tức bản thân phải chịu phần thua thiệt về phương diện tài chính vì đã có những khoản tích lũy từ trước cộng thêm với một vài thói quen sinh hoạt thay đổi khiến vấn đề tiền bạc không còn là mối lo của bản mệnh nữa có chăng chỉ là suy tính sao cho hỗ trợ phần nào cuộc sống cho con cháu trong nhà mà thôi về phương diện tình duyên gia đạo về gia đạo hầu như không xảy ra biến cố lớn nào bản mệnh có nhiều thời gian ở bên và chăm lo cho gia đình hơn tình cảm vì thế mà được bồi dưỡng ngày càng tốt đẹp xóa mờ những mâu thuẫn vụn vặt về phương diện sức khỏe cùng với tuổi tác ngày càng cao lại có thêm những thay đổi về tâm lý ở độ tuổi này khiến sức khỏe quý bạn giảm sút trông thấy cần đề phòng các chứng bệnh về xương khớp và tiêu hóa. Ngoài ra, trong năm nay, quý bạn cần đi đứng cẩn thận, kẻo tai nạn xe cộ, nguy hiểm tính mạng. Diễn biến tử vi bản mệnh theo từng tháng trong năm. Tháng 1, quán thời gian mở đầu năm mới, mọi việc suôn sẻ, gia đình thuận hòa, con cháu yên ấm. Tháng 2, được quý nhân phù trợ trên con đường danh lợi, nên lúc này công việc tiến triển, khởi sắc khá tốt. Tháng 3, chuyện tình cảm gặp trục trặc nhỏ do mải mê chạy theo con đường công danh nên cân nhắc. Tháng 4, thăng tiến cho công việc đem lại rất nhiều vật chất, tiền của, nhưng do chi xài phung phí cho bản thân mà cuối tháng không dư. Tháng 5, sức khỏe bản thân gặp trục trặc nhỏ, đặc biệt về xương khớp, nhức mỏi thường xuyên. Tháng 6, gia đình quay quần, con cháu tề tự vui vẻ, hoan hỷ, cũng có thể coi là tháng nhiều niềm vui nhất trong năm. Tháng 7, để ý tài sản, tránh bị kẻ gian trộm cắp nơi công cộng. Tháng 8, thời điểm tốt để có một chuyến du lịch cùng gia đình, trời đất thuận hòa. Tháng 9, được quý nhân phù trợ trên con đường công danh một lần nữa, nhưng về sau do không nắm bắt kịp để tuột mất. Tháng 10, tình cảm vợ chồng lúc này rất mặn nồng, quay lại như trước, những hiểu lầm dân được giải quyết và xóa bỏ. Tháng 11, nên dành chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc vất vả. Tháng 12, gặp lại một số người quen cũ như bạn thời thơ ấu. Trong năm nay, quý bạn gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu, hay còn gọi là thủy đức tinh quân, là vị thần trông coi sao thủy. Sao thủy diệu còn gọi là sao phúc lộc hay sao thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của, gia đình thêm nhân khẩu, có thể là cưới gả hay sinh con. Sao thủy diệu còn được gọi là sao phúc lộc, chủ về tài lộc trong hệ thống cửu diệu. Người được sao thủy diệu tình chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp được thăng tiến, của cải, tiền tài tích lũy bội thù. Giống như sao thổ tú, những người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8, cho nên có sách viết thổ tú thủy diệu tứ bắt ai. Nhưng xét cho kỹ, những người bị sao thủy diệu có kiết, có hùng. Sao thủy diệu hợp nhất với những người thuộc mệnh kim và mộc. Thủy diệu thường mang tới những điều may mắn và bất ngờ trong làm ăn buôn bán cho gia chủ. Theo quan niệm ngũ hành, sao thủy diệu thuộc hành thủy, do vậy rất hợp với những người mệnh thủy và mệnh kim. Với người mệnh hòa và mệnh thổ thì phần may mắn sẽ bị giảm đi một chút, trong năm có gặp một số trở ngại. Quý bạn cũng không cần quá lo lắng, vì thủy diệu bản chất vẫn là sao tốt. Mệnh chủ chỉ cần biết cách hóa giải, tất mọi thứ sẽ thành, những khó khăn cũng được giải quyết. Sao thủy diệu hay còn gọi là Thủy Đức Tinh Quân, là vị thần trông coi sao thủy. Sao thủy diệu còn gọi là sao phúc lộc hay sao thủy. Chủ về gặp đại nhân, đi xa có của, gia đình thêm nhân khẩu, có thể là cưới gả hay sinh con. Sao thủy diệu là sao phúc lộc, nhưng lại là sao xấu đối với nữ. Năm nào quý bạn nữ mạng gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, thì năm đó gặp bất lợi, gặp hạn sông nước. Giống như sao thổ tú, những người bị sao này chiếu mạng thường kỵ tháng 4 và tháng 8. Cho nên có sách viết, thổ tú, thủy diệu tứ bắt ai. Nhưng xét cho kỹ, những người bị sao thủy diệu có kiết, có hùng. Sao thủy diệu hợp nhất với những người thuộc mệnh kim và mộc. Thủy diệu thường mang tới những điều may mắn và bất ngờ trong làm ăn, buôn bán cho gia chủ. Phụ nữ mang thai mà được sao này chiếu mạng thì sẽ được bình an và gặp nhiều điều tốt. Sao thủy diệu thuộc hành thủy theo quan niệm ngũ hành. Do vậy, rất hợp với những người mệnh thủy và mệnh kim. Với những người mệnh hỏa và mệnh thổ thì phần may mắn sẽ bị giảm đi một chút trong năm có gặp một số trở ngại. Quý bạn cũng không cần quá lo lắng vì thủy diệu bản chất vẫn là sao tốt. Mệnh chủ chỉ cần biết cách hóa giải, tất mọi sự sẽ thành, mọi khó khăn dễ dàng giải quyết. Cách thức cúng dâng sao rượu thủy Mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 7 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái, quay mặt về hướng chính bắc mà khấn vái. Bắc Phương Nhân Quý Thủy Đức Tinh Quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu đỏ ghi tên Tinh Tú tọa bản mệnh. Bắc Phương Nhân Quý Thủy Đức Tinh Quân dùng một cây rìu chặn phía trên, lấy vài đỏ che kín bùa và rìu rồi đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính bắc tính tọa trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Qua 23 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn tán tận. Gia chủ gặp hạn tán tận dễ hao tài, ngộ chúng. Nếu đi đường mà mang theo nhiều tiền hoặc đồ trang sức dễ bị cướp giật và nguy hiểm đến tính mạng, quý bạn chớ nên góp vốn làm ăn hay khai thác lâm sản ắt bị tai nạn lầm nguy. Cách hóa giải hạn tán tận Hạn tán tận là một trong tám hạn của con người. Cách giải hạn tán tận thường căn cứ vào bản chất và những tình huống có thể xảy ra để có các giải pháp đề phòng. Thứ nhất, trong những nghiên cứu về cách giải hạn tán tận, một trong những vấn đề được đề cập đến là tuyệt đối không nên mang theo tài sản, đồ đạc hay trang sức có giá trị lớn khi đi vào ban đêm, đi du lịch nhằm đề phòng trộm cướp. Việc này còn đảm bảo sự an toàn cho bạn và gia đình. Thứ hai, trong công việc làm ăn, bạn nên tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng mọi vấn đề có thể xảy ra trước khi quyết định đầu tư kinh doanh. Tránh chung vốn đầu tư làm ăn quy mô lớn để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ hoặc bị lừa đảo kinh tế. Thứ ba, nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động bằng cách luôn chấp hành nội quy an toàn lao động sử dụng đồ bảo hộ lao động cũng là cách giải hạn tán tận. Thứ tư, tuyệt đối không được uống rượu bia trước khi tham gia giao thông hay trước khi thực hiện những công việc liên quan đến xây dựng, vận hành máy móc thiết bị nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách để giải hạn tán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc nắng mưa thất thường, đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật, trúng gió. Thứ sáu, những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyền góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Ngoài những cách giải hạn tán tận kể trên, thì việc siêng năng, chú đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh, cũng là cách giải hạn tán tận rất được chú trọng. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.